Trong tập ngày hôm nay, Hảo sẽ giới thiệu cho anh chị em mình một căn nhà vô cùng đặc biệt, là chủ bán đất tặng căn nhà cấp 4 vô cùng đẹp luôn nha anh chị ha. Thì có diện tích là ngang 10m và dài là 24m, thổ cư là 200m2 và mặt tiền là mặt tiền đường kinh doanh như anh chị mình đang thấy nè. Xung quanh thì dân cư rất là đông luôn và căn nhà này là rất là rẻ luôn nha anh chị ha. Và ngay bây giờ Hảo mời mọi người và anh chị cùng đi xem căn nhà này thực tế với Hảo nha. Hi, chào buổi trưa các anh chị nha. Em là Mai Hoàng Hảo. Hiện tại thì em Hảo đang có mặt ở tại là ấp 3 xã Bồ Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để quay cho anh chị mình xem một cái sản phẩm vô cùng ngọt và vô cùng rẻ trong thời điểm này luôn nha anh chị ha. Hiện tại thì em Hảo đang có một cái nền đất mà chủ bán đất tặng luôn căn nhà. Trên mặt tiền là mặt tiền anh chị mình thấy nè, mặt tiền rộng rãi, mặt tiền này rộng tới 10m lận. Đường này là đường xóm 4 Bồ Đồn nha anh chị ha. Đó, hướng ở đây là tầm mình chạy tầm khoảng là 800m thì mình sẽ đi ra ngoài đường tỉnh lộ 19 DT784 nha anh chị ha. Là đường đó là anh chị mình từ ở Sài Gòn á đi núi Bà Đen á anh chị. Đó, rồi hướng ngược lại thì anh chị mình sẽ đi vào khu công nghiệp Hiệp Thạnh. Thì chạy vào trong đây tầm khoảng là 4 cây số nữa thì mình sẽ đi vào khu công nghiệp Thạnh nha. Còn như anh chị mình thấy nè, dân cư thì rất là đông luôn. Ở đây đông lắm anh chị. Thì ở đây là trung tâm mà anh chị, nó gần với lại khu công nghiệp Phước Đông nữa nha anh chị ha. Từ đây chạy lên khu nghiệp Phước Đông á phải là tầm khoảng là 15 phút. Đó. Rồi đây thì cái căn nhà hôm nay em Hảo giới thiệu cho anh chị mình nè. Đó. Rất là đẹp luôn ha. Rồi, ngay bây giờ thì em Hảo sẽ quay chi tiết rõ ràng cho anh chị mình xem. Dạ, thì như đầu tiên anh chị mình đang thấy, đây là cái sân phía trước của cái căn nhà. Đó, rất là rộng rãi luôn anh chị ha. Thì em thấy cái căn nhà này nó phù hợp cho anh chị mình có thể là kinh doanh, mua bán hoặc là có thể là mở quán cà phê, quán nhậu nè anh chị. Tại vì sân rộng rãi và bên đây cũng có một cái sân bên hông rất là rộng rãi luôn anh chị nè. Anh chị mình có thể để bàn ghế hoặc là để võng để mình có thể mở quán cà phê nè anh chị. Rồi, khi mà đi vào trong căn nhà này á, em Hảo nhìn nhận được cái căn nhà này rất là sáng, thật sự luôn, rất là sáng. Và anh chị mình thấy nè, phía trước đây là hành lang, hành lang cũng rất là rộng rãi. Mình có thể là ngồi đây để mình chơi và mình có thể ngồi đây để mình ăn uống và gia đình mình buổi chiều cũng được anh chị ha. Rồi, thì bước vào căn nhà thì Hảo thấy nhà rất là mới luôn anh chị, vẫn còn rất là mới. Và được lót gạch, là lót gạch lên tới trên luôn, tới trên nóc luôn. Nhà thì có lau phông, có đèn, rồi có cửa sổ hai bên, rồi phòng khách thì rất là rộng rãi, sạch sẽ anh chị ha. Đó, phòng khách đây. Thì đây là mình có thể là để truyền hình, tivi, rồi nơi là thờ cúng ông bà tổ tiên. Rồi, khi bước vào bên trong bên đây á, em thấy có cái màu, màu là màu xanh, màu rất là hy vọng, rất là đẹp luôn chị. Đó, và bên ở trong đây á, thì anh chị thấy nè, đây là cái căn phòng ngủ đầu tiên. Cái căn phòng ngủ đầu tiên này trong khoảng là chắc khoảng 15 đến 20 mét vuông gì đó anh chị. Nhưng mà anh chị thấy nè, nhìn rất là sạch sẽ, rất là rộng luôn. Đó, thì cái chỗ đó là lúc trước người ta là để cái máy lạnh đó anh chị. Đó, rồi căn phòng ngủ bên đây, phòng ngủ thứ hai thì anh chị mình thấy nó cũng giống như bên kia thôi, nhưng mà nó được cái là có cửa sổ mở ra rất là thoáng, rất là mát luôn anh chị. Đó. Đó, cửa sổ này ha, đó, mở ra rất là mát, rất là thoáng luôn. Đó. Rồi, như thì nãy em Hảo nói anh chị á, thì mới vô á, thì em Hảo chưa có nói về cái diện tích nhà và diện tích đất. Thì diện tích đất á anh chị là ngang là 10m ngang mặt tiền luôn á anh chị, là 10m ngang và dài là 27m. Thì trên đất á, là đã có 200m2 là thổ cư, là full 100% thổ cư luôn anh chị. Rồi đó, thì nhà thì xây á, là ngang qua là 6m và chiều bên đây tầm khoảng là 4m anh chị. Đó, ở đây là một cái khu bếp anh chị, mình có thể là buôn bán, em nói là nếu mà buôn bán kinh doanh đó mình có thể là nấu ăn này nè anh chị, rất là ok luôn nè. Đó, cái sân chỗ này sân sau rất là rộng luôn ha. Đó, nhà thì xây hết đất luôn. Đó, thì có hai cái toilet, hai toilet, một phòng tắm, một cái toilet. Rồi bên đây thì mình có thể là rửa chén nè, chỗ rửa chén cũng rất là rộng luôn anh chị. Và ở đây thì có một cái chỗ đón ánh nắng rất là thoáng, rất là mát luôn anh chị. Đó, rồi thì đi ngược lên phía bên trên đây á, thì anh chị mình thấy nè, có một cái sân bên hông. Theo như em Hảo nghĩ á, anh chị mình có thể là mở quán cà phê ha. Thì mình để những cái bàn ở đây,
đó, rồi mình làm mấy cái giỏng ở đây. Nó ở đây thì rất là mát luôn. Và ở đây được cái nữa là cái đường đi vô khu công nghiệp, và từ đây á mình đi ra khu công nghiệp Phú Đông nó cũng gần sát bên đây luôn. Đó, rất là ok, rất phù hợp cho những anh chị nào mình có thể là buôn bán kinh doanh. Đó. Và cái phần về cái phần giá cái căn nhà này anh chị, là chủ hiện tại đang kẹt ngân hàng nên là đang kêu giá là 2.3 tỷ. Em thấy 2.3 tỷ là giá rất là rẻ luôn anh chị. Tại vì lúc trước á, cái con đường này á là lúc thời điểm sốt anh chị là 1 mét ngang trên mặt tiền đường này á, đâu đó tầm khoảng là 300 triệu đến 350 triệu luôn. Nhưng mà hiện tại bây giờ chủ kêu 2.3 tỷ thì tính ra là ngang 10 mét vậy là có 230 triệu à anh chị ha, 230 triệu một mét, rất là rẻ. Và hiện tại là chủ đang cần bán gấp, nên anh chị cô chú nào mà quan tâm về cái căn nhà này và về cái lô đất mà được tặng cái căn nhà cấp 4 rộng rãi như thế này thì liên hệ ngay cho em Hảo nha, với số điện thoại là 0849 388 455. Còn ngay bây giờ em Hảo sẽ lấy flycam bay lên trên cao để cho anh chị mình có thể nhìn tổng quan hơn và chi tiết nha anh chị ha. Rồi bây giờ thì em Hảo sẽ bay flycam lên trên cao cho anh chị mình thấy nè. Đó, như anh chị mình thấy đó là với cái mặt tiền đường rất là rộng luôn và dân cư thì cực kỳ đông. Từ đây nè anh chị, từ cái căn nhà mà mình đi ra tới ngoài cái chỗ mà ngã ba Bồ Đồn được của đường DT782 và DT784 á là chỉ có khoảng là 1.5 cây số à, rất là gần luôn. Và từ đây á để mình chạy vào khu công nghiệp Phú Đông á đâu đó chỉ tầm khoảng 15 phút à. À, và anh chị thấy là dân cư xung quanh đây đông nè, thì nên nó là có chợ, có trường học, có Bách Hóa Xanh, Điện Máy Xanh, ủy ban, nói chung là cách cái nhà mình á đâu đó chỉ tầm khoảng là có 2 cây số à, trong vòng bán kính 2 cây số là mình có đầy đủ luôn đó. Rồi thì ngay bây giờ thì em Hảo sẽ thông báo cho anh chị mình cái về cái sổ nha. Em Hảo sẽ đưa sổ lên cho anh chị mình xem. Và như anh chị đang thấy á, thì đây chính là cái sổ gốc của chúng ta nha anh chị ha. Có diện tích đất á, là ngang là 10 và dài á, là 27, thổ cư á, là 200m² nha anh chị ha. Và mặt tiền đường á, là xóm Bố Bồ Đồn, đường nhựa rộng là 10m, thuộc á, địa chỉ là ấp 3 xã Bồ Đồn, huyện Rò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Và vị trí này á, là một vị trí kinh doanh nha anh chị. Dạ, như anh chị mình đã thấy xem flycam tổng quan xong rồi, rồi cũng xem sổ xong rồi, thì bây giờ em Hảo xin nhắn mạnh là cho anh chị mình một lần nữa là với diện tích cái căn nhà này và thửa đất là ngang 10m và dài xuống dưới là 27m thì có 200m² là hộ cư, sổ là sổ hồng riêng đó, sổ hồng riêng luôn nha anh chị. Và căn nhà có xây cái diện tích là ngang 6m và dài là đâu đó tầm khoảng 10m nha anh chị ha, đâu đó tầm khoảng 15m đó. Thì giá là cả là chủ đang kêu bán là 2.3 tỷ và còn thương lượng nha anh chị ha, còn thương lượng nên anh chị mình có thể đi xem đất thực tế và đi gặp chủ để mình có thể đàm phán được cái giá tốt hơn nha anh chị ha. Rồi cảm ơn anh chị mình rất là nhiều luôn. Hãy bấm nút like, subscribe và đăng ký kênh với em Hảo nha. Và nhớ gọi ngay số điện thoại của em Hảo là 0849 388 455 nha anh chị ha. Cảm ơn anh chị mình rất là nhiều luôn. Hẹn gặp lại anh chị mình trong video tiếp theo nha.